Tôi rất là cảm ơn chị Vân hôm nay có mặt để chia sẻ cho các bạn trẻ, và đặc biệt là cảm ơn trường Đại học Văn Lang đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện cái buổi livestream như thế này. Thì nói về tư duy phản biện á, đó là một trong những cái kỹ năng mà tôi nghĩ là các bạn trẻ trong thế kỷ 21 cần phải học để biết và để có thể hòa nhập vào trong cái nền công nghiệp 4.0 này. Thì một người mà tôi nghĩ là thích hợp để chia sẻ cái đề tài này không ai khác là chị Phi Vân. Và để các bạn không phải chờ lâu thì tôi mời chị Phi Vân có thể chia sẻ thêm là nên hiểu tư duy phản biện như thế nào và mình chuẩn bị như thế nào về để có được cái kỹ năng này. Cảm ơn Thắng rất nhiều, cảm ơn trường Đại học Văn Lang và chào tất cả các bạn. 6 giờ chiều mà nói tư duy phản biện là cũng hơi mệt đó ha. Giờ này hết phản biện nổi rồi. Nhưng mà chị Phi Vân rất là vui được có mặt ở đây ngày hôm nay. Và một trong những cái kỹ năng mà chị Phi Vân nhắc đi nhắc lại trong rất là nhiều các cái buổi nói chuyện, chia sẻ cũng như là trong rất là nhiều đầu sách của mình, đó là các vấn đề về các kỹ năng của thế kỷ 21 hay là còn gọi là kỹ năng hội nhập. Tư duy phản biện là cái kỹ năng đầu tiên mà chị luôn luôn nhắc đến. Nói về bối cảnh một chút xíu các bạn là chị Phi Vân thì cũng là người làm kinh doanh rất là nhiều và đặc biệt là làm việc rất là nhiều với các bạn trẻ. Thì ở Việt Nam mình có một cái ở Việt Nam mình có một cái vấn đề nó hết sức là nghiêm trọng, đó là việc chúng ta học ở trong một cái hệ thống giáo dục mà chúng ta đã rất là quen với việc là thầy cô sẽ giảng bài, thầy cô sẽ nói và chia sẻ các kiến thức và chúng ta sẽ là những người lắng nghe, ghi chép và lặp lại, học lại những kiến thức đó. Chúng ta không có cái thói quen là chúng ta sẽ đặt những cái câu hỏi ngược lại hoặc không có thói quen là tự mình tìm hiểu, nghiên cứu để mà có cái góc nhìn nó rộng hơn hoặc có một cái góc nhìn khác đi hoặc có một cái góc nhìn đa chiều về một vấn đề nào đó. Thì đó là ở đây chia sẻ với các bạn để các bạn thấy là đó là một cái vấn đề mà nó khá là rộng rãi trong xã hội Việt Nam hiện nay, và nó dẫn đến một cái tình trạng là khi chị Phi Vân làm việc với các bạn trẻ thì thường là nói A thì sẽ một là không hiểu A là gì, hai là sẽ nói chị nói sao em nghe vậy, và ba là sẽ chị nói xong em không hiểu nhưng mà em cũng không dám hỏi, và vì vậy mà em cũng không biết phải làm gì hết. Thì cái tình trạng mà người trẻ Việt Nam của chúng ta nghe một ai đó nói một cái chuyện gì đó không biết nó đúng hay sai, không biết nó là cái mình nên tin hay không, không biết là mình cần phải có chính kiến về cái vấn đề đó như thế nào, nó khá là nghiêm trọng. Mà nếu mà chúng ta không có cái chính kiến và chúng ta không có cái cách để chúng ta suy nghĩ về một vấn đề và nghiên cứu về một vấn đề để có một cái góc nhìn đa chiều về một vấn đề nào đó, thì chúng ta rất rất khó để chúng ta có thể hội nhập vào cái thế kỷ mới, đặc biệt là trong cái thế kỷ 4.0 mà chúng ta đang nói về chuyện là sự lên ngôi của robot hay là của AI. Các bạn đừng nghĩ chuyện đó là chuyện quá xa, bởi vì tháng sau thôi khi chị Phi Vân xuất bản cái cuốn sách tiếp theo của mình thì trong cái cuốn sách đó nó đã có một chương là do hoàn toàn là do AI viết, và kèm theo cuốn sách đó sẽ là một bài hát mà hoàn toàn tất cả nhạc và lời là do AI sáng tác. Thì nó khủng khiếp đến cỡ nào, tức là nó đã ở ngay trong nhà mình, ngay tại đây mà mình phải đối diện với nó. Khi chúng ta sống trong cái thời đoạn như vậy của cái xã hội này, khi mà AI nó có thể suy nghĩ, tự học và tự làm tất cả mọi thứ, thì cái câu hỏi đặt ngược trở lại cho chúng ta là liệu loài người của chúng ta và liệu chúng ta những người trẻ Việt Nam chúng ta đã sẵn sàng để mà đối diện với lại cái sự thật đó hay chưa? Bởi vì nếu chúng ta còn nhìn một vấn đề và chúng ta còn không đánh giá được vấn đề đó như thế nào nữa thì làm sao chúng ta có thể cạnh tranh được với lại robot và AI trong tương lai, trong chính cái nghề nghiệp mà chúng ta đang lựa chọn? Thì đó là những cái trăn trở lớn nhất mà chị Phi Vân thấy đối với người trẻ Việt Nam hiện nay. Nói cái bối cảnh đó trước để các bạn có cái đưa các bạn vào trong một cái hoàn cảnh để các bạn suy nghĩ là tại sao phải nói về tư duy phản biện. Vì nếu các bạn không có tư duy phản biện, các bạn không có cái kỹ năng này, thì thứ nhất
các bạn không còn có khả năng cạnh tranh trong tương lai. Yeah. Với máy chứ không phải là nói với người khác. Không còn khả năng cạnh tranh để mà làm việc với máy. Thì như vậy cuối cùng á, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là trong tương lai cuối cùng là robot và AI là loại công dân hạng nhất, và người vì không biết suy nghĩ cho nên trở thành công dân hạng hai chăng? Trời ơi. chị làm em lo lắng quá. Thì để tiếp theo cái ngữ cảnh mà chị Phi Vân vừa đặt ra cho các bạn, thì chắc nhờ bên kỹ thuật cho chị Phi Vân xin cái slide đầu tiên trong cái bài mà chị Phi Vân có chuẩn bị cho các bạn. Là bài này là chuẩn bị đặc biệt cho các bạn thôi đó nha, chứ chưa có bao giờ nói cái bài này ở đâu hết. Cái slide đầu tiên thì nó có hai cái cột so sánh các bạn. Xin mời, đúng rồi, các bạn nhìn ha. Thì trong cái slide đầu tiên này thì có hai cái cột để các bạn nhìn. Cái cột thứ nhất phía bên trái của màn hình của tay trái của chị đây, màu xanh, thì nó ghi là 2022 Skills Outlook, tức là những cái kỹ năng mà sẽ rất 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 cần cho tương lai, đặc biệt là từ đây đến năm 2022. Và phía bên phải màu xám là những cái kỹ năng mà nó đang giảm xuống, tức là độ cần thiết của nó giảm xuống, còn phía bên trái là độ cần thiết của nó tăng lên. Thì nếu các bạn nhìn rất là kỹ ha, thì các bạn sẽ thấy là trong top 5 nó có hai cái phần đã nói về cái chuyện là phản biện này rồi. Phần thứ nhất là cái cột thứ nhất, nó nói về analytical skill, các bạn, là cái khả năng có thể phân tích và logic khi mà nói chuyện. Yeah. Mình nói chuyện phải có logic, tại sao cái này nó dẫn đến cái kia. Mình phân tích được là tại sao nó lại có cái việc này xảy ra mà không phải là xảy ra một cách khác. Yeah. Hoặc ai nói một cái gì đó, mình phải đặt vấn đề là tại sao người ta nói như vậy. Yeah. Và người ta nói như vậy thì cái thông tin nó đến từ nguồn nào, đúng không? Chứ bây giờ fake news quá trời, là làm sao mình biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Yeah, yeah. Thì để mà mình đánh fake news và mình để mình hiểu được là cái gì nó là đúng, cái gì nó là sai, thì bản thân của mỗi người chúng ta ha các bạn, không có ai đây làm giùm nha, nói trước nha là cái chuyện này là không có ai làm giùm mình được hết. Và chị Phi Vân rất là buồn là rất là nhiều ngày, trong nhiều năm vừa qua, nhận Messenger từ Facebook, các bạn inbox là lúc nào cũng hỏi những cái câu mà chị Phi Vân nói là cái câu này đó là em có thể Google ra được mà, tại sao em lại đi hỏi chị, hiểu không? Tức là bản thân mình, tự mình mà mình không có cái năng lượng và mình không có cái động lực để mình tìm hiểu thì sẽ không có ai trên đời này tìm hiểu cho mình được nữa cả các bạn. Đặc biệt là trong giai đoạn này là các bạn có quá nhiều công cụ trong tay để các bạn làm chuyện đó, thì khả năng phân tích, khả năng đánh giá, khả năng logic là một trong những cái thứ mà nó đứng hàng đầu trong các cái skill hiện nay. Yeah. Trên thế giới, cho người chuẩn bị hội nhập vào thế giới, chuẩn bị và hội nhập vào công việc, chuẩn bị đi làm là như các bạn sau khi trường đại học ra, thì cần nó để bước vào một cái môi trường làm việc mới. Yeah. Cái thứ nhất, và nếu các bạn nhìn cái số 5 thì chính là critical thinking và problem solving ha các bạn ha, là tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. Yeah. Lý do rất là đơn giản là từ nay vào trong tương lai không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra hết. Không biết thì làm sao mình học cái gì để mình giải quyết. Yeah. Chỉ có học skill, tức là kỹ năng giải quyết thôi. Yeah. Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết. Còn cái vấn đề đó là gì trong tương lai mình còn chưa biết nó là gì luôn. Và mỗi ngày đi qua như thế này, các bạn thấy là trong rất là nhiều những buổi hội thảo thì tất cả những cái thương hiệu rất là lớn, và đặc biệt là về công nghệ, khi hỏi các CEO và các founder của các cái thương hiệu này là 5 năm nữa thì anh dự định chuyện gì sẽ xảy ra, thì tất cả đều trả lời là tôi không biết. Không biết. Wow. Các bạn, họ là founder, họ là CEO tập đoàn lớn mà họ còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật và của biến đổi của tình hình xã hội trên thế giới nó xảy ra quá nhanh, cho nên là mọi người đang ở trong cái thế là I don't know what's gonna happen, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra hết, tôi chỉ biết là sẽ có những chuyện xảy ra trong tương lai và tôi chuẩn bị kỹ năng để tôi giải quyết khi mà cái vấn đề đó nó trở thành hiện thực. Yeah. Thì đó là lý do vì sao mà cái top skill hiện nay, kỹ năng hiện nay để các bạn hội nhập vào trong cái thế giới đi làm nó là như vậy. Cho chị xin cái slide tiếp theo đi, đội kỹ thuật. Và đó là nói skill đang cần thiết trên thế giới nha. Còn bây giờ nói cái slide số 2 là cái slide hết sức trầm cảm nè. Là hiện nay người ta nói rằng thiếu trầm trọng nhất
ha, những cái kỹ năng mềm để mà người trẻ có thể hội nhập vào tương lai và hội nghiệp, nhập vào cái công việc của mình, lại đứng đầu là critical thinking, là tư duy phản biện. Trời ơi. Ha các bạn, như vậy có nghĩa là nếu chúng ta ngày hôm nay không nghĩ về nó, không tìm hiểu về nó, không tự mình nghiên cứu về nó, không tự mình practice, luyện tập nó, thì khi các bạn bước ra khỏi cái môi trường học tập và các bạn bước ra thế giới thật thì các bạn sẽ gặp rất rất là nhiều khó khăn để có thể hội nhập vào trong công việc của mình. Những bạn trẻ làm việc với chị Phi Vân hỏi rất nhiều câu hỏi, và câu hỏi, những câu hỏi đó thường thường chị Phi Vân không trả lời mà hỏi lại. Yeah, confirm. Chính xác là như vậy, đúng không? Yeah. Cho nên ví dụ như các bạn sẽ nói là chị ơi, người ta nói rằng cái cách làm này nó làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái. Thì nếu như bình thường á mà mình nghe một câu như vậy mình sẽ rất là hoảng loạn, mình nói chết rồi, mình làm cái gì sai vậy. Nhưng mà chị Sylvia sẽ không bao giờ hoảng loạn mà sẽ đặt câu hỏi lại ngược lại là: mọi người nói là có bao nhiêu người nói, người đó là ai, tại sao họ nói như vậy, họ đúng có rồi, họ đứng từ góc độ gì mà họ nói như thế, họ nói như thế với cái mục tiêu là để làm gì, đúng không ạ? Thì chỉ một câu nói của các bạn đó với chị như vậy thôi, chị đặt ngược trở lại 10 câu hỏi ngay lập tức mà các bạn không trả lời được, vậy thì làm sao mà các bạn có thể làm việc tốt được? Yeah. Vì các bạn bản thân mình chưa bao giờ thực sự đặt mình vào trong cái vị trí là người ta nói như vậy đúng hay không đúng. Yeah. Người ta nói như vậy là từ góc độ nào, tại sao, vân 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 vân. Thì đó là cái lý do mà critical thinking nó đang là cái skill bị gọi là missing, bị hạn chế nhiều nhất trong giới trẻ, mà đặc biệt là ở Việt Nam. Thì nói tới đó là bây giờ hiểu rồi ha. Hiểu là mình không thể bước ra khỏi cái phòng này, và sau cái buổi nói chuyện này của chị Phi Vân và anh Thắng thì việc đầu tiên phải làm là ngồi xuống ghi cái lịch ra là mình sẽ luyện tập critical thinking như thế nào. Hay quá. Thì chị hù các bạn trước. Bây giờ hù xong rồi, bây giờ mình bắt đầu nói vô vấn đề nữa ha. Thì cho chị cái slide tiếp theo. Critical thinking là gì thì chị sẽ nói. Critical thinking là một cái tư duy phản biện đó. Nhiều người có nhiều cái định nghĩa khác nhau lắm các bạn, nhưng mà cho chị xin cái slide tiếp theo luôn đi. Nhưng mà chị Phi Vân nghĩ là làm cái gì trong cuộc đời này mà muốn làm cho tốt nhất á, là phải làm nó một cách đơn giản nhất. Dạ. Tại vì mình đơn giản á thì mình sẽ hiểu, mình hiểu thì mình mới làm được. Dạ. Thì đây là một cái định nghĩa mà chị Phi Vân thích, bởi vì nó mang tính là hành động, nó cho chúng ta biết là cần phải làm cái gì. Dạ. Khả năng gì các bạn? Diễn giải, xác định, đánh giá, phân tích, mô tả và tự điều chỉnh. Giờ nói lại nè, diễn giải có nghĩa là người ta nói cái gì đó xong mình không hiểu thì mình phải nói lại. Đúng rồi. Bằng cái cách của mình, để mình hỏi người ta xem là anh nói như vậy có phải vậy không anh Thắng. Dạ. Ý anh như vậy là phải như vậy không? Dạ. Đúng không? Mà người Việt Nam mình á thì là rất sợ hỏi. Cho nên người ta nói không hiểu cũng không hỏi, cũng ngồi im luôn. Dạ. Thì ngay ở cái giai đoạn mà các bạn nghe xong các bạn không hiểu mà các bạn không hỏi là các bạn đã xong phim rồi, không hề có một chút gì gọi là kỹ năng tư duy phản biện ở trong đó hết. Dạ. Mình không hiểu là mình phải hỏi, mình hỏi bằng nhiều cách khác nhau các bạn. Thì đầu tiên hết là phải diễn giải. Cho chị quay trở lại cái slide đi, để cái slide đó giùm chị. Xác định vấn đề có phải là vấn đề không? Chính xác. 99% vấn đề không phải là vấn đề, cho nên mình không cần phải giải quyết, đúng không các bạn? Khi mình nghe thấy một vấn đề gì đó, mình phân tích nó rồi, mình tìm hiểu, mình nghiên cứu nó rồi thì mình thấy nó đó không phải là vấn đề. Dạ. Quay trở lại cái ví dụ hồi nãy, chị ơi mọi người nói như vậy, mọi người là mấy người? Dạ hai người. Hai người thì giải quyết làm gì? Hai người trên 1.000 người thì chúng ta đâu có cần giải quyết. Dạ. Đúng không ạ? Thì đó là cái, đó là một ví dụ rất đơn giản để các bạn thấy là mình phải xác định là cuối cùng nó có vấn đề không? Có vấn đề. Dạ. Và chúng ta đừng có nhảy vào giải quyết tất cả mọi thứ, làm cho mọi thứ rối lên, làm cho con kiến nó trở thành con voi. Và làm cho cuộc đời của chúng ta quá phức tạp. Mà nó lại mất thời gian và mất công sức của mình. Dạ. Tiếp theo là đánh giá. Đánh giá. Đánh giá có nghĩa là
nói đúng hay không đúng. Dạ. Nói như vậy thì là đứng từ, tại vì những người nhìn ở những góc khác nhau, người ta sẽ nói khác nhau và người ta nhìn khác nhau. Dạ. Và người ta sẽ cho ý kiến các bạn khác nhau. Đứng từ góc độ của một người sinh viên sẽ nói khác. Dạ. Đứng từ góc độ của người giáo viên sẽ nói khác. Đứng từ góc độ của một người làm chương trình cho giới trẻ sẽ nói khác. Dạ. Đứng từ góc độ của chị Phi Vân, một người đã trải nghiệm rất nhiều, thì sẽ nói khác. Dạ. Cho nên á, nó không có một cái gọi là rất là crystal clear, quá rõ ràng ngay lập tức là ai đúng ai sai gì hết á. Đều có những góc nhìn rất là khác nhau các bạn, và chúng ta cần phải tổng hợp tất cả những góc nhìn đó để chúng ta có một cái nhìn đa diện về cái vấn đề, thì như vậy chúng ta mới có thể đưa ra chính kiến của mình. Chứ chúng ta không thể nghe một người rồi chạy theo cái người đó và nói rằng ơ người đó đúng, mình theo người đó, hoặc người đó sai mình chửi, mình ném đá người ta trên mạng là không được. Những người mà đi theo và những người ném đá là những người không có hiểu. Người hiểu là người tự bản thân người ta nhìn thấy những góc nhìn rất khác nhau của một vấn đề và tổng hợp lại đưa ra cái góc nhìn của bản thân mình. Thì đó là cái vấn đề về đánh giá. Sau đó thì mình phân tích hả chị? Phân tích nha, thì phân tích thì là sẽ hơi khó hơn một chút xíu. Phân tích có nghĩa là các bạn có rất nhiều nguồn thông tin. Các bạn nghe chủ yếu, các bạn đọc chủ yếu trên Internet, các bạn coi TV, các bạn coi trên Facebook, vân vân. Nhưng cái nguồn đó nó có đáng tin hay là không đáng tin? Trời ơi, quan trọng. Đúng không? Dạ, chính xác. Tự nhiên có một cái website nào đó rất là vớ vẩn, không có liên quan gì hết, mà nó đưa ra một cái tin, rồi các bạn chụp cái tin đó, các bạn phát lên và các bạn nói tùm lum tà la thì nó thành fake news. Đồng ý. Đúng không Thắng? Dạ. Đó, như vậy thì mình phải xác định chứ, mình phải xác minh chứ. À, cái nguồn này nói như vậy, ok, cũng là vấn đề này. Giới chuyên môn nói gì? Giới kinh doanh nói gì? Giới học thuật nói gì? Người mà người ta trong chính phủ người ta nói gì? Rồi người mà trong những người làm chung cái sự nghiệp này, cái ngành nghề này với mình người ta nói gì? Đúng không? Thì các bạn sẽ phải tìm những cái nguồn rất là khác nhau để các bạn phân tích. Là cái nguồn nào cuối cùng là cái nguồn nó rất là đáng tin. Chính xác. Khó, cái này khó chị. Đúng không? Thì đó là một kỹ năng nha các bạn. Kỹ năng search và nghiên cứu thông tin là một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Qua cái kỹ năng đó chúng ta mới đánh giá được là một cái thông tin mà chúng ta thu nhận được nó có đáng tin không, nó có thể sử dụng được không, nó có thể sử dụng để bạn backup, bạn làm thứ bạn mang ra để mà bạn nói cái ý kiến của mình không, đúng không? Người mình nói gì mình cũng phải chứng minh, mà mình chứng minh mà mình lấy một cái nguồn nào đó nhìn vô không ai biết nó là cái gì hết, hay là nó là một cái nguồn nhìn rất là đáng nghi ngại, không có một cái sự xác minh gì của một chuyên gia gì ở đó hết, mà mình lấy nó mình sử dụng để mình chứng minh, thì mình sẽ hoàn toàn bị sai trong cái việc mình đưa ra cái chính kiến của mình rồi. Sau đó là sau khi mình phân tích xong là mình phải mô tả. Em thắc mắc là tại sao mình cần phải mô tả gì chị? Tại vì các bạn nghĩ sao, biết sao? Mình nghĩ cái gì rồi á, hay là mình nghe cái gì rồi á, mà mình không có nói lại, nhiều khi là mình nghĩ sai. Cho nên mình phải nói ra. Tại vì nếu hôm nay chị nói là Thắng ơi, chị nghĩ là dịch corona chắc là tới tháng 3 là nó hết rồi. Chị nói ra như vậy thì Thắng mới nói không nha chị, cái này sai nha. Em vừa mới đọc nha, những cái nguồn tin như thế này, nói như thế này. Thì khi mình không có nói về cái mình suy nghĩ ra thành một cái mô tả, một cái description như vậy đó, thì sẽ không có ai hiểu được là mình đang nghĩ cái gì và cái mình đang nghĩ nó có thực tế và có đúng hay không. Khi một người Việt Nam mình hay có cái này kỳ lắm nè, suy nghĩ không à, không có nói ra. Trời ơi, chị khổ lắm. Tại vì chị rất nghĩ với rất nhiều các bạn trẻ, em nghĩ mà em nghĩ trong đầu không có bao giờ mà giao tiếp hết các bạn, không bao giờ nói ra, không bao giờ trình bày, không bao giờ mô tả, không bao giờ nói được hết những cái mình đang nghĩ cho một người khác để mà người ta thấy được cái góc nhìn của mình. Thì đó lại là một thứ kỹ năng thêm một tầng nữa của tư duy phản biện mà các bạn cần phải học, là các bạn phải trình bày được cái ý kiến đó, cái suy nghĩ đó, cái chính kiến đó của mình ra cho người khác để người ta nghe và người ta có quyền phản biện lại. Rồi mình phải nhận được cái phản biện của người ta và mình phải đủ bình tĩnh để người ta phản biện, mà mình đủ bình tĩnh thì mình nghe, mình tiếp nhận và mình coi lại, mình soi xét lại, thì nó mới tới cái phần cuối cùng là cái phần tự
điều chỉnh, mình điều chỉnh, yeah. Tự mình điều chỉnh là vậy, tại vì mình nói ra, mình có chính kiến của mình trình bày xong, mình sẽ có những ý kiến phản biện của tất cả mọi người, yeah. Rồi như vậy mình sẽ xem là như vậy với những ý kiến phản biện đó nữa thì cái mình đang nghĩ nó có cần được điều chỉnh hay không, yeah. Và mình nên làm thêm gì nữa để mà mình backup cho cái chính kiến đó của mình, yeah. Có một điều trong cái định nghĩa này mà chị Phi Vân nhắc các bạn, nếu các bạn đọc lại tất cả những cái động từ mà nãy giờ chúng ta nói với nhau trong cái định nghĩa này thì tất cả chỉ quy về một chữ, đó là phải tự làm. Đồng ý. Khó ha, nhưng mà đó, nhưng mà nó là như vậy. Nếu đã nói kỹ năng mà không tự làm, không tự học, không tự suy nghĩ, không tự rèn luyện, không tự mình từ từ tốt lên thì không có ai khác giúp được hết. Hôm nay chị Phi Vân nói như thế này thì cũng chỉ là cho các bạn thấy là cái này nó cần thiết, yeah. Chứ còn để rèn luyện cái kỹ năng này thì các bạn sẽ mất một cái hành trình, một thời gian, chứ nó không phải chỉ là một ngày một bữa. Yeah. Chị khi mà chị chia sẻ cái phần định nghĩa này xong á, thì bản thân em lại có một cái câu hỏi như thế này. Thực ra là nó sẽ hơi liên quan một chút, nhưng mà em phải hỏi trước khi cho em quên. Thì khi mà chị chia sẻ cái định nghĩa này xong thì nó làm em có một cái suy nghĩ như thế này. Vậy thì con người mình sẽ không phải lúc nào cũng đúng, ừ. Mình sẽ có những lúc mình sai, ừ. Nhưng mà cái việc mà mình thừa nhận mình sai nó không hề dễ. Đúng rồi. Vậy thì làm sao để mình có thể tự điều chỉnh mà theo theo ông bà mình hay nói có câu là đỡ mất mặt á. Thì các bạn trẻ bây giờ thì thực ra thì em cũng hơi quan ngại cái phần đó, tại vì các bạn không dám thừa nhận là các bạn sai. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà có cái cách gì mà giúp cho các bạn có thể thừa nhận là mình sai thì em nghĩ là các bạn sẽ đi nhanh hơn. Trước hết là mình phải biết mình sai, tới mình, yeah, có kỹ năng, có tư duy phản biện thì mình sẽ biết là thật ra là mình suy nghĩ như vậy là không có đúng, mình sai, ok. Nhưng mà giờ Thắng hỏi là mình biết sai rồi, giờ mình sao mình nhận đây, trời ơi khó quá. Thiệt sự là nó rất là khó luôn để mà một người có thể nhận lỗi là mình sai. Bây giờ nói cho các bạn chuyện này ha, các bạn rất là may mắn là các bạn đang sống trong cái giao thời của công nghệ 4.0, yeah. Ở trong cái thời đoạn của 4.0 này nó có một thứ mà người ta hết sức là hoan nghênh giới trẻ làm, đó là hãy bắt tay làm, hãy làm, rồi nó sai hay đúng không quan trọng, mà nó chỉ chứng minh được là bạn đã làm rồi, và bạn so cool khi bạn đã làm. Và bạn làm như vậy thì bạn mới chứng tỏ bạn là người rất là creative, rất là sáng tạo, và là người dũng cảm, dám thực hiện những cái hành động của mình. Qua nhiều lần như vậy thì người ta mới có thể đi đến được cái thành công hay đến, yeah, được cái điểm đúng. Và tất cả mọi người CEO founder hiện nay mà có tiếng trên thế giới đều phải trải qua cái giai đoạn này, đều đã phải tự mình làm, tìm hiểu, thua, yeah, sai, tự nhận mình sai, làm tiếp, đến lần thứ 16, 17 gì đó, yeah. Thì các bạn nhớ là Facebook lại phải đến lần thứ 17 thì mới thành công, chứ không phải là làm lần đầu tiên là thành công, yeah. Nhưng họ đã dám chấp nhận là mình sai, chấp nhận, yeah, là mình thua để họ có được cái thành công đó. Thì trong cái thế kỷ 21 này, sai nó rất là cool. Các bạn trẻ nhớ nhé, sai rất là cool. Và cái việc thừa nhận sai nó không có cái gì đáng xấu hổ cả. Nó chỉ show ra cho mình là mình là người rất năng động, mình đã dám làm, mình đã dám thực hiện, và mình đã rút được bài học kinh nghiệm tốt hơn cho mình. Wow, cảm ơn chị. Wow. Dạ, yeah. Thì bây giờ em để cho chị chia sẻ phần tiếp theo. Ok, thì nói tới đó thì mình nói đến phần định nghĩa để cho các bạn hiểu là như vậy. Thì cái tư duy phản biện nó là cái gì rồi. Thì dĩ nhiên cũng cho các bạn một vài cái công cụ để các, yeah, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ là mình nên rèn luyện như thế nào. Yeah. Kỹ thuật cho chị Phi Vân xin cái slide tiếp theo. Thì trong cái slide tiếp theo này thì chị Phi Vân có đưa ra cho các bạn những cái bước để mà ứng dụng tư duy phản biện vào trong cái cuộc sống, trong cái công việc, trong học tập hàng ngày của mình. Thứ nhất là ghi là acquiring knowledge or information, thu thập kiến thức hoặc thông tin. Đó là cái này là tôi đau đầu nhất nè, trời ơi. Thiệt ra đó, ví dụ bây giờ các bạn là những người sống trong cái thời đoạn gọi là digital native, các bạn là những người sinh ra đã cầm cái điện thoại smartphone trên tay,
Thì điện thoại smartphone cầm trên tay nó có tác dụng và nó cũng có những cái hậu quả của nó. Hậu quả là mình có thể nhắn tin hỏi ai đó quá dễ. Cho nên mình lười biếng, mình không tự mình nghiên cứu. Có cái gì cái là bắn hỏi của người ta, tìm cho nó dễ, cho nó đỡ mất thời gian của mình. Đó là cái hậu quả rất là dở của cái số hóa hiện nay. Acquire có nghĩa là bạn phải tự mình bạn tìm, bạn tự mình bạn nghiên cứu. Google là gọi là nó ngay trong cái bàn tay của mình rồi, chỉ cần lên đó bấm để mà đọc thôi mà cũng không làm được, mà đi phải đi hỏi thì ngay bước đầu tiên là đã không có tư duy phản biện. Nên cái bước đầu tiên hết từ nay về sau nha, sau buổi hôm nay là cái gì thì cái chuyện đầu tiên hết là tôi sẽ tự mình tôi tìm hiểu cái thông tin mà ai đó đưa đến. Ví dụ như là nói ai đó nói là khi mình ra trường thì mình sẽ rất khó tìm việc nếu mình là kế toán. Ok, ai đó nói một câu như vậy. Ok, chuyện đầu tiên bạn phải làm là bạn ngồi bạn tự nghiên cứu ngành kế toán trong tương lai sẽ ra sao. Tương lai của nó là gì, những cái công nghệ sẽ ảnh hưởng đến ngành kế toán là gì. Nó ảnh hưởng đến những cái kỹ năng của một người làm kế toán là gì. Ủa mấy cái đó mình search ra hết mà ta. Đúng không? Đồng ý. Vấn đề là các bạn phải search được cả bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Bởi vì có rất nhiều thứ tiếng Việt search thông tin không nhiều, đặc biệt là tất cả những thứ về tương lai. Cho nên nếu thực sự các bạn muốn tư duy phân biệt, các bạn muốn bước vào tương lai, các bạn muốn hội nhập thì các bạn phải học tiếng Anh. Các bạn phải search được bằng tiếng Anh, các bạn phải đọc được bằng tiếng Anh, các bạn phải cập nhật được bằng tiếng Anh, thì các bạn sẽ có được những thông tin cập nhật nhất. Từ những cái thu thập kiến thức đó mình mới có một cái góc nhìn. Chứ không phải người ta nói rằng trong tương lai nghề kế toán sẽ biến mất, cái tụi mình thôi mình không học kế toán nữa, bỏ mình chạy, không đúng. Cái đó là không đúng nha. Thì đó là cái bước đầu tiên mà các bạn có thể sử dụng. Cái thứ hai là comprehend or understand. Tức là bây giờ người ta nói xong mình phải hiểu. Mình search xong mình đọc mình phải hiểu. Còn mình đọc mình không hiểu mình phải hỏi. Làm bất cứ cách gì không biết cho đến khi mình hiểu thì thôi. Tại vì nếu mình không hiểu, thông tin mình không hiểu thì làm sao mình phân tích nó. Mình không phân tích được thì làm sao mình có thể đưa ra được ý kiến của mình. Đúng không? Thì chị Phi Vân thấy là cái phần mà understand đó, các bạn hiểu được những cái thông tin mà người khác đưa đến, hiểu data, hiểu báo cáo, hiểu được những thứ mà mình nghiên cứu ra là một thứ cực kỳ khó khăn đối với người trẻ. Tại sao? Tại vì các bạn cái attention span, cái khả năng mà tập trung của các bạn đó chắc nó chừng 3 giây rồi ha. Quẹt qua cái gì là hết focus, hết tập trung rồi. Cho nên là đưa cho một cái bài báo là đâu có đọc, đưa cho một cuốn sách là đâu có đọc, đưa cho cái bài báo cáo thiệt là hay là đâu có đọc. Đúng không? Quẹt cái gì nè. Rồi cái nào mà video mà nhìn hay thì dừng lại coi. Video hài rồi đó ha. Thì coi. Thì đó là cái lý do mà tại sao chúng ta không có tư duy phản biện. Là tại vì chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không đọc, chúng ta không hiểu. Chúng ta chỉ chờ ai đó nói cái gì đó rồi chúng ta bực lấy, chúng ta lấy cái đó làm của mình. Là nếu mình đi vay mượn ý kiến của người khác, thông tin của người khác thì mãi mãi chúng ta là người đi vay mượn. Các bạn sẽ không bao giờ là mình, các bạn sẽ không bao giờ có chính kiến của mình, và các bạn sẽ không bao giờ có thể tự mình đưa ra được bất kỳ một cái giải pháp nào trong cuộc đời của mình cả. Và các bạn có muốn là cả cuộc đời của này của mình chỉ là người đi nghe người khác nói, đi vay mượn những cái giải pháp của người khác và sống cuộc đời của họ hay không? Cái này nghiêm trọng á. Nghe căng quá. Nghiêm trọng đúng không? Mình phải là người làm tất cả mọi chuyện thì mình mới có thể có được cái cuộc sống và cái ý kiến của mình mới có thể tham gia vào tương lai, mình mới có thể đưa ra được những giải pháp cho tương lai. Và các bạn nhớ là chị Phi Vân nói hồi nãy là tương lai chuyện gì xảy ra không ai biết. Mà nếu mình còn không có kỹ năng để mình giải quyết một vấn đề khi nó đến trước mặt của mình thì sẽ chẳng bao giờ bạn có thể làm được gì, chẳng bao giờ có thể thành công và chẳng bao giờ có thể bước tiếp trên cái con đường bước vào thế kỷ 21 này được cả. Nghiêm trọng nha, cái này là rất là nghiêm trọng. Rồi, bây giờ tới bước thứ ba, đó là applying with your understanding to a given situation. Tức là mình áp dụng những gì mình hiểu vào các trường hợp cụ thể. Tại vì
giờ các bạn đi học đúng không? Các bạn được học rất là nhiều lý thuyết. Đúng không? Các bạn học lý thuyết xong, người ta nói dạy xong mình hiểu dạy, nhưng mà mình áp dụng vô làm sao? Nếu cũng một cái lý thuyết như vậy, nếu người ta cũng nói là một câu là nếu muốn hội nhập vào tương lai thì phải học kỹ năng. Dạ. Ủa vậy rồi, mình nghe vậy rồi thôi à, mình im luôn. Thì mình đâu có ứng dụng được cái bài học đó của mình vào trong cái công việc của mình đâu. Dạ. Vậy thì bây giờ ok, vậy câu hỏi tiếp theo mình sẽ bắt đầu suy nghĩ lại. Nếu ứng dụng vào trong cái ngành của tôi là ngành về quản trị kinh doanh. Dạ. Thì ngành này sẽ cần những kỹ năng như thế nào? Đồng ý. Tại sao nó lại cần cái kỹ năng đó? Nó liên quan gì tới 4.0? Bạn lấy cái ngữ cảnh mà bạn vừa mới đọc được, học được, nghe được, bạn ứng nó vào trong chính cái hoàn cảnh của mình, một cái hoàn cảnh rất là cụ thể của mình, những gì mình muốn làm, dự án của mình, cuộc đời của mình, sự nghiệp của mình. Dạ. Để mình hỏi xem là cái đó nếu mà đem áp dụng vào trong hoàn cảnh của tôi, vào trong sự nghiệp và công việc của tôi thì nó áp dụng như thế nào. Yeah. Và nhớ là nếu ai đó dạy cho bạn một cái gì đó, bạn nghe xong thì nên hỏi một câu tiếp theo là như vậy cái này mà áp dụng vào trong cái công việc này của em thì nó có thể là như thế nào. Yeah. Mình nên ứng biến cái mình học, cái thông tin mình biết vào trong trường hợp cụ thể thì mình mới thực sự hiểu nó, chứ nếu không thì nó cũng chỉ là lý thuyết suông ở trên giấy mà thôi. Chị sau khi mà chị chia sẻ phần này xong á, thì thực ra là em sẽ nói lên nỗi lòng của rất nhiều bạn trẻ bây giờ. Đó là cái việc nghỉ học. Thì vì tình hình dịch corona như thế này mà chính phủ á, thì muốn các trường nghỉ học. Trường học thì nghỉ học rồi, nhưng mà học sinh á, thì muốn đi học. Nhưng mà ba mẹ thì cũng sợ là nếu mà con đi học thì sẽ bị lây nhiễm. Vậy với tư cách là một học sinh á, các em cần chuẩn bị gì khi mà các em phải đối mặt với cái chuyện nó đang xảy ra như thế này vậy chị? Chị Phi Vân nghĩ là học trong thế kỷ 21 là một thứ cực kỳ tự do. Và chị cực kỳ thích thế kỷ 21, bởi vì giống như các bạn nhìn dài dài vậy thôi chứ tâm hồn rất là trẻ. Ok. Và rất là cool, cho nên là sẽ không có thích đi học mà ngồi trong lớp rồi thầy giảng bài rồi nghe, rồi hay là ngồi trong một cái lecture gì đó 3 tiếng đồng hồ là không có thích. Và giới trẻ của chúng ta bây giờ là như vậy, chúng ta đó các bạn, là bây giờ là chúng ta như vậy. Như vậy á, thì nếu thế kỷ 21 học có nghĩa là tôi có thể tự nghiên cứu được, tôi có thể tự đọc sách được, dạ, tôi có thể lên internet được, tôi có thể học online được, tôi có thể họp online với bạn bè để làm project được. Và các bạn nhớ là chị Vy Vân là 10 năm nay là đi làm là không có đi vô văn phòng luôn, tức là làm everything online, tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Và cảm thấy hết sức là tự do với cuộc đời này. Thì corona nó không có ý nghĩa gì hết. Corona nó thực sự chỉ là một tạo ra một cái hoàn cảnh để, yeah, chúng ta thấy là ố, nếu trong hoàn cảnh này thì chúng ta cần phải học như thế nào. Dạ. Yeah. Đó, học đó các bạn. Bây giờ các bạn đang học nè. Chúng ta đang học nè. Đồng ý, đồng ý. Đúng không? Đúng không? Và chúng ta hàng ngày nghiên cứu trên internet là chúng ta học nè. Chúng ta đọc sách online là học nè, đọc sách giấy là học nè. Chúng ta nghe những cái bài phát biểu trên TED Talk là học nè. Dạ. Học nghe những cái conference mà người ta clip ta để lại trên online là học nè. Dạ. Có quá nhiều cách để có thể học được một cách hết sức là tự do và chủ động. Và chủ động. Cho nên là chị Vân thích corona. Tại vì thấy corona thấy mình sướng quá, mình không cần phải đi đến quá nhiều những cái lịch mà họp bắt buộc, mà có thể làm mọi thứ online. Mà nếu mà là học sinh thì chắc là còn sung sướng hơn nữa, vì mình có thời gian quá nhiều để mình tự do, mình làm, nghiên cứu những thứ mà mình muốn. Dạ, tuyệt vời. Yeah. Rồi bây giờ nói tới cái tiếp theo đi ha. Cho chị xin lại cái slide đi các bạn kỹ thuật. Cái tiếp theo thì sẽ nói là analyzing the information that you understand, phân tích thông tin mà bạn hiểu. Hồi nãy này mình nói cái này rồi đúng không? Tức là mình nghe xong, mình có thông tin xong, mình hiểu nó trước, rồi mình bắt đầu mình phân tích. Dạ. Anh
anh Thắng nói vậy là đúng hay sai ta? Tại sao anh Thắng lại nói vậy ta? Ừ, anh Thắng nói cái báo cáo đó là cái nguồn ở đâu? Cái nguồn đó nó có đáng tin cậy không ta? Nhìn anh Thắng đẹp trai thì mình hơi hớp hồn một chút. Nhưng mà nếu mà mình bước lùi lại để mình suy nghĩ về cái anh nói không biết cái đó thì mình phải tìm hiểu thêm không ta? Đúng không các bạn? Mình phải phân tích những cái gì mà người khác nói ra, những cái gì là thông tin được đưa đến cho mình, và những cái gì là những cứ từ phía bên ngoài nó bày ra. Đồng ý. Tất cả những thứ bên ngoài các bạn, thông tin đến bất kỳ kênh nào, bất kỳ từ người nào, bất kỳ từ một cái sự kiện nào các bạn nghe được, nghe cả thầy cô. Thiệt đó, thiệt nha, nhớ thiệt nha. Mình nghe xong rồi mình hiểu xong mình phải phân tích. Tại sao lại nói như thế? Nói như thế là có đáng tin hay không? Nguồn là như thế nào? Nói như thế trong ngữ cảnh của Việt Nam thì nó như thế nào? Mà nói như thế trong ngữ cảnh của thế giới thì nó như thế nào? Mà nói nó trong cái ngữ cảnh của công nghệ 4.0 thì nó như thế nào? Đúng không các bạn? Thì mình phải phân tích những cái gốc khác nhau của cái vấn đề đó để mình thật sự là mình hiểu hết những cái gốc khuất của nó. Rất rất nhiều bạn trẻ là ai nói sao nghe vậy. Và chính vì vậy mà là tạo ra những cái chuyện mà mình thấy hiện nay, ví dụ như có một ai đó dạy một cái khóa gì đó làm giàu chẳng hạn. Trời đất ơi, đồng ý. em rất là sợ luôn. Làm giàu mà tự nhiên học có một khóa cái về cái tự nhiên sáng hôm sau cái giàu à, trời ơi, chắc vậy chắc ai cũng giàu hết trên thế giới này rồi á. Nhưng mà vẫn nghe. Và người ta nói như sao thì mình nghe vậy rồi mình cứ đâm đầu vô đó mình làm giống y như vậy. Các bạn thấy không? Thật là có hại. Và không biết bao nhiêu người đã trầm cảm về chuyện đó. Có rất nhiều phụ huynh nhắn tin vào cho chị Phi Vân nói là trời ơi, diễn giả là nó nói tào lao không hà. Trời ơi, cô ơi, cho nên là tội con tôi lắm. Em khổ. Cho nên là các bạn có thể tránh cho mình được chuyện đó bằng chính cái cách mình phân tích, bằng chính cái tư duy phản biện của bản thân mình ha. Cái tiếp theo chị Phi Vân có đưa ra cho các bạn đó là synthesizing and creativity, using what you understand and have analyzed. Tổng hợp và sử dụng một cách sáng tạo những gì mình hiểu và phân tích. Thì mình hiểu rồi đúng không? Rồi mình phân tích rồi đúng không? Mình biết nó là cái gì rồi đúng không? Thì cái bước tiếp theo của mình là mình phải ứng dụng được nó. Tại vì cái gì mà nó còn là thông tin và kiến thức là nó vô dụng. Cái gì mà nó được internalize, bản thân mình thấm và bản thân mình ứng dụng được thì nó mới thành kiến thức của bạn. Còn nếu không là nó vô dụng. Thật là khủng khiếp. Chúng ta đã ngồi và nghe bao nhiêu năm nay, hàng tấn những thứ information, thông tin đập vô trong đầu mình. Và nhiều khi mình trầm cảm vì nó nhiều thông tin quá. Hiện nay các bạn tất cả đều overload. Vì các bạn coi Facebook, các bạn coi Instagram, các bạn coi Internet, rồi Netflix, rồi ôi trời ơi, coi quá nhiều nguồn, quá nhiều thông tin. Và hậu quả là chúng ta quá hoang mang vì không biết phải tin vào đâu. Vì đó chỉ là thông tin. Cho đến khi nào mà nó trở thành một cái kiến thức mà bạn có thể ứng dụng được vào chính cái đời sống thực tế của mình, trong hoàn cảnh của mình, trong thời điểm của mình, thì nó mới trở thành kiến thức của bạn. Còn nếu không thì tất cả những gì các bạn nhìn thấy, nghe thấy, được học, được chép, được lưu trong USB, máy tính gì đó tôi không biết, đều là vô dụng. Đây là một câu nói có thể là cắt rất đau da thịt của nhiều người, nhưng đó là sự thật. Và các bạn phải suy nghĩ ngày hôm nay, những thứ mình đã học trong mười mấy 20 năm vừa qua nó là thứ vô dụng hay là nó là thứ hữu ích. Chỉ nằm ở ngay cái bước đó thôi. Tổng hợp thông tin và sử dụng, ứng dụng được nó một cách sáng tạo vào trong công việc của mình. Làm được không? Hy vọng là nhờ hôm nay, thật ra là nhờ corona nên chị em mình có buổi như thế này, mình nói chuyện với nhau và xong mình nói hỏi các bạn được hay không, thì bình thường ở dưới sẽ la rất là to hoặc là im lặng luôn, còn bây giờ thì chị em mình đâu biết là ở dưới như thế nào. Nhưng mà chị Phi Vân rất là tin vào tuổi trẻ, giới trẻ và tuổi trẻ của Việt Nam. Chị Phi Vân nghĩ là
trong cái giai đoạn này của Việt Nam thì cái cách tốt nhất để chúng ta bước tiếp, thứ nhất là chúng ta hãy thành thật với nhau. Dạ. Cái gì là thật, cái gì là không thật, nói thẳng. Dạ. Không có nói lòng vòng, không có hoa mỹ, không có bông hồng, bông súng gì ở đây nữa hết. Nói thẳng. À, đúng không? Hai là giống như là cách mà bạn Thắng đang làm, rèn luyện cho giới trẻ những cái kỹ năng để các bạn có thể hội nhập được vào chính môi trường của mình, chưa nói gì về thế giới, chính cái nơi này nè, chưa chắc các bạn đã đang sống cái cuộc đời của mình chính tại nơi này, các bạn phải hội nhập được vào xã hội này, xã hội của công việc trong tương lai, rồi mới tới cái thế giới mà chúng ta nhìn ra ở ngoài kia. Thì đó là những cái mà chị Phi Vân nghĩ là hai cái rất là đơn giản mà các bạn nên suy nghĩ nha. Thứ nhất là thành thật với bản thân, thành thật với mọi người, và thứ hai là rèn luyện kỹ năng để mình có thể bước tiếp. Rồi cái cuối cùng thì lúc đó mới nói đến cái chuyện là đánh giá, phê bình những gì mình hiểu và phân tích hay tạo ra. Là lúc đó bắt đầu mình phản biện nữa nha. Phản biện lúc đó bắt đầu nói nè. Nói em nghĩ là anh Thắng ơi, em nghĩ là anh Thắng nói như vậy rất là hay, nhưng mà nghe cái chuyện đó em sợ lắm. Đúng không? Nhưng mà xong rồi mình mới nói ra cái chính kiến của mình, rồi mình có thể chứng minh được cái tại sao mình nói như vậy. Mình nói là cái báo cáo đó của bên Việt Nam mà anh Thắng đưa ra là nó rất là đúng rồi, nhưng mà em cũng có một cái báo cáo khác mà em đọc từ phía diễn đàn kinh tế thế giới, nó nói như thế này nè, anh nghĩ sao? Đúng không các bạn? Lúc đó là bắt đầu mình phản biện và mình đặt câu hỏi ngược lại, và mình đặt ra những cái tình huống để mà mình có thể tranh luận được với một người khác. Trong thế kỷ 21, nếu như mà các bạn không có khả năng hiểu, lấy được thông tin, biến nó thành kiến thức của mình, biến nó thành cái ứng dụng của mình và tranh luận được với người khác để mà đưa ra được một giải pháp, thì bạn không khác gì là một con robot được lập trình, vì bạn không suy nghĩ được. Mà các bạn phải rất nhớ là AI nó đã phát triển đến một cái mức độ là machine learning, là nó tự học và nó tự có thể tạo ra được những suy nghĩ, tự tạo ra được những cái tác phẩm như là chị Vân nói hồi nãy. Và trời ơi, tháng sau tôi đưa cái đó ra cho coi thì sẽ hết sức là hoảng hốt. Bởi vì nó đã xảy ra ngay tại đây rồi. Và cái con AI đó là do một bạn trẻ Việt Nam, startup của Việt Nam, bạn xây lên, chứ không phải là nói chuyện thế giới luôn. Đó. Thì như vậy á, bây giờ mình sẽ quay lại là tôi là người hay tôi là máy? Căng quá. Căng quá. Mình hồi đó mình nghĩ là mình sinh ra là mình làm người rồi. No. Bây giờ trong thời điểm này của cuộc sống này, bạn sinh ra bạn chưa phải là người. Vậy bạn, làm sao mình là người chị? Đó, mình phải học những kỹ năng của con người. Thứ nhất là mình phải có tư duy phản biện, mình phải tranh luận được, mình phải suy nghĩ được, mình phải đưa ra chính kiến của mình được. Thứ hai là mình phải rất là sáng tạo. Tại vì khi bạn hiểu được rồi, bạn thẩm thấu được rồi, nó thành kiến thức ở trong người bạn, internalize đó, là nó thẩm thấu ở trong người rồi đó, mới sáng tạo được. Sáng tạo không phải là tự nhiên mơ màng ngủ rồi cái nhìn lên cành cây rồi cái tự nhiên sáng tạo, không có nha. Xin lỗi nha. Những người sáng tạo là những người rất là uyên bác. Người ta học được rất nhiều thứ, người ta hiểu rất nhiều thứ, người ta trải nghiệm được rất nhiều thứ, người ta ứng dụng những thứ đó vào trong cuộc sống và đời sống của mình rồi, và trong những công việc khác của mình rồi. Và vì càng ngày càng ứng dụng nên người ta ngày người ta càng sáng tạo. Nhưng sáng tạo không có nghĩa là mặc cái quần rách nha và để cái tóc dài nha. Trời ơi, tôi xin sorry nè, không có phải là như vậy. Đó, cho nên là muốn làm người là phải biết suy nghĩ, phải biết phản biện, phải biết có chính kiến, phải biết sáng tạo. Và tất cả nó quy về việc là tự bản thân mình hiểu, đọc, đánh giá được, phân tích được và đưa ra được chính kiến cho bản thân. Hay quá. Nhưng mà quá hay. Và nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta đương nhiên ung dung bước vào thế kỷ 21, chúng ta chẳng sợ gì cả. Bởi vì AI cho dù đang phát triển đi chăng nữa thì cũng là bắt đầu từ việc được lập trình. Lập trình là do đâu? Con người lập trình ra. Đồng ý. Con người lập trình như thế nào? Con người phải hiểu, con người mới lập trình được chứ. Đúng không các bạn? Thì chúng ta phải là những người hiểu nhất thì chúng ta mới có thể tạo ra được những cái giải pháp cho tương lai. Chị chia sẻ làm em nhớ tới gần đây là có một cái cuộc thi đánh cờ giữa AlphaGo của Google với một cái bạn
vô địch cờ vây ha. Dạ, của Hàn Quốc. Thì em khá là sốc khi mà em coi cái video đó. Tại vì ban đầu là cái AI của Google hoàn toàn không biết chơi cờ vây như thế nào. Nhưng mà chỉ quan sát từ cái nước, xong sau đó có thể đánh bại được nhà vô địch. Đúng rồi. Là em coi xong là em sợ. đó là khả năng tự học của AI đó các bạn. Nghĩa là trí tuệ nhân tạo nó có khả năng tự học. Mà nếu mình không học là mình thua nó rồi. Dạ. Tại vì nó học ghê quá và cái não của nó khủng khiếp quá, nó có thể đọc một ngày 800 cái tác phẩm thì mình làm sao mình đọc nổi? Mình làm sao mình làm như vậy được, đúng không các bạn? Dạ. Ra bản thân mình nếu mà mình còn không có biết tạo ra những cái mới từ những cái kiến thức mình đã học á thì mình coi như là mình hoàn toàn thua trong cái trận chiến này đi đến với lại công nghệ 4.0. Dạ. Và hiện nay trên thế giới nó có hai luồng suy nghĩ rất là khác nhau. Một luồng là thôi rồi, chúng ta đã thua. Trời bây ơi. Giờ chỉ còn một cách thôi là chúng ta if you don't beat them, join them, kiểu như mình đánh không lại người ta thì thôi mình theo nó luôn cho rồi đi. Thôi bây giờ đó là mình đừng làm người nữa, mình làm cyborg, mình làm nửa người nửa máy đi. Mình bắn con chip vô rồi mình cắm cái cọng não máy tính vô trong đầu mình đi, rồi mình làm cái con nửa AI nửa người đi. Thì mong là cái giống loài của mình nó còn có thể là sống được trong tương lai, chứ nếu không thì làm sao học nổi, làm sao theo nổi, đúng không? Đó là cái luồng ý kiến thứ nhất. Cái luồng ý kiến thứ hai thì nói là người hãy thật là người đi, bởi vì nếu bạn không người, bạn chỉ làm robot thôi thì trước sau gì bạn cũng thua nó. Vậy thì hãy làm người, thật là người đi là làm sao, đúng không? Mà nãy chị Phương nói với các bạn là bạn sinh ra bạn chưa phải là con người. Trời ơi, chết luôn á. Trời ơi, nói cái câu đó là đau dữ lắm, đúng không? Mà tôi sinh ra chứ phải là người, vậy thì tôi bây giờ tôi phải học làm người. Các bạn nhớ ha, các bạn, chúng ta đang học không phải là học kiến thức để mà chúng ta ra khỏi trường đại học hay để học để làm một cái công việc. Chúng ta đang học làm người các bạn. Làm như thế nào để mà giống loài của con người chúng ta trong tương lai, nhân loại này, nó còn được là những cái loài tiến hóa nhất trong xã hội để có thể mà bước tiếp qua cái thế kỷ tiếp theo. Bởi vì nếu không thì sure luôn với các bạn là các bạn không bắn con chip hay các bạn không cắm cái cọng dây của máy tính vô trong não thì các bạn sau này sẽ chả có thể nào mà sống được như là một người chủ của bản thân mình. Nhưng em cũng có một cái mà em thấy là mình có cái mình vẫn còn là người hơn. Là khi mà em coi cái giây phút mà khi mà cái bạn mà bạn giỏi cờ vây đó mà khi mà bạn thua thì con robot khi mà nó thắng, cái con AI khi nó thắng thì người ta cũng không biết là nó vui hay nó buồn. Nhưng cái người mà thua cờ vây đó, anh ta khóc, thì em nghĩ là cái cảm xúc đó nó làm cho anh ta là người. Còn cái con AI thì đơn giản là thực ra em nghĩ thì có thể nó học nhanh hơn nhưng mà không thể nào nó bằng con người. Nếu mà cái sự cảm thông thấu hiểu và cảm xúc của mình khi mình đã có đó thì em nghĩ mình vẫn thắng được. Cho nên mình nói là mình làm người thì mình phải có hai thứ. Mình phải có trí tuệ. Trí tuệ là cái chúng ta đang nói với nhau ngày hôm nay, đó là cái khả năng tư duy phản biện của các bạn để các bạn hiểu đúng về một vấn đề. Nhưng mà một cái mảnh ghép mà nó còn quan trọng hơn nữa, đó là cái sự thấu cảm và cái tình yêu, tình thương trong mỗi con người chúng ta. Thì cái đó nó là cái empathy, nó là một cái thứ nữa mà nó cực kỳ quan trọng để chúng ta trở thành người. Nhưng câu hỏi chị Phi Vân đặt ra cho các bạn là liệu các bạn có empathy, có biết thấu cảm người khác không? Bởi vì thật sự cho đến giờ phút này chị thấy giới trẻ Việt Nam rất rất là không quan tâm đến chuyện này. Ngay cả một số bạn trẻ khi inbox cho chị Phi Vân thì cũng nói luôn là trời ơi chị ơi, em mà em một là em còn không biết mình có thương mẹ mình không nữa thì sao mà em thương người khác. Trời ơi, hỏi một câu mà nghe muốn xỉu té ghế luôn á. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không ai trên đời này quan tâm đến ai cả chị ơi, cho nên em bây giờ chỉ muốn sống với cỏ cây và con thú thôi. Đó, đúng không? Thì một cái xã hội mà trong đó nó thiếu lòng tin, nó thiếu tình thương, nó thiếu sự quan tâm, nó thiếu sự thấu cảm, nó thiếu cái tình người với nhau, làm sao mà có thể trở thành con người được trong cái xã hội như thế? Có trí huệ là cái trí tuệ của mình,
và phải có cái trái tim nữa, hai cái đó cộng lại thì mình mới có thể vượt qua khỏi được cái con robot mà nãy chúng ta nói với nhau. Bởi vì nó chắc chắn là nó không có trái tim rồi. Nhưng mà mình chỉ có trái tim không mà mình thiếu trí tuệ cũng không được luôn. Tại vì mình có trái tim mà mình thiếu trí huệ thì mình sẽ nghe người ta nói lung tung, xong mình làm lung tung, làm bậy thì cũng chết ngắt luôn. Hai cái đó nó phải được cùng nuôi dưỡng thì chúng ta mới có thể trở thành một con người thực sự của thế kỷ 21, và nó mới trải đường cho chúng ta để chúng ta làm được những thứ mà chúng ta mong muốn trong tương lai. Chị Phi Vân không biết các bạn học gì, cũng không biết là các bạn đang trong cái giai đoạn các bạn như thế nào về tình cảm hay là về cuộc sống hay là về học lực hay là về công việc. Mỗi người chúng ta đều có những hoàn cảnh rất là khác nhau. Tuy nhiên tất cả chúng ta ở đây đều là sự khởi đầu giống nhau trong việc học để trở thành một con người trong thế kỷ 21. Trí tuệ và tình thương và cái tình yêu của mình, cái trái tim của mình. Cái đó thì không cần tiền vẫn có thể học được. Cho nên đừng có ai nói với tôi là trời ơi cái đó nó tốn tiền lắm, em không có tiền. Tôi nói vậy nha, nhà em nghèo lắm rồi, nhà gia đình của em hoàn cảnh lắm. Ai trong đời này cũng hoàn cảnh hết đó, không ai không hoàn cảnh hết. Em đồng ý. Tôi vừa nhận một số câu hỏi của các bạn đang coi livestream. Bạn Châu Y Vũ hỏi chị như thế này: làm sao để áp dụng tư duy phản biện trong giao tiếp công việc để không làm người đối thoại cảm thấy khó chịu? Cảm ơn câu hỏi của bạn Châu Y Vũ. Bạn Vũ ha, cảm ơn Huệ Vũ rất nhiều. Tư duy phản biện, nếu mà mình nhìn lại cái định nghĩa hồi nãy chị Phi Vân nói, thì nó là cái quá trình để mà chúng ta hiểu, chúng ta tìm thêm thông tin, chúng ta nghiên cứu, chúng ta đánh giá thông tin đó, chúng ta xem là nó áp dụng vào trong trường hợp của mình hay là trường hợp cụ thể của cái dự án hay cái công việc mình đang làm nó là như thế nào, và mình từ đó mình tổng hợp lại ý kiến để mình đưa ra được cái chính kiến của bản thân. Cái quá trình đó nó mới quan trọng. Chứ nó không phải là vấn đề là phản biện, không có nghĩa là ai nói gì đó mình nói ngược lại, không có. Và các bạn, cho nên là các bạn tập trung vào cái giai đoạn phần đầu của cho dùm cho chị là phần mà mình thực sự nghiên cứu, mình tìm hiểu, mình thấu hiểu, mình áp dụng, mình mô tả nó, mình tự điều chỉnh bản thân mình như thế nào để mà cái thông tin đó nó trở thành một thông tin mà bản thân mình xác định là đúng hay sai. Còn cái chuyện mà mình thấy đúng hay sai rồi á, mình nói như thế nào thì nó là kỹ năng giao tiếp. Nhưng mà nói ở đây luôn, sẵn bạn hỏi thì luôn luôn á, trong giao tiếp thì mình phải nhất là tôn trọng người khác, và thứ hai là khi mình đưa ra cái tranh luận của mình á thì mình luôn luôn kẹp nó theo kiểu là bánh sandwich các bạn. Mình nói, mình dẫn nhập, xong mình đưa ra ý kiến của mình, nếu nó trái chiều thì mình đưa ý kiến của mình, xong rồi mình kết luận, thì mình phải nói một cách rất là khéo léo để người ta thấy là yes and, cái anh nói là nó có cái hay của nó, và chúng ta còn có thể làm thêm như thế này được nữa. Đó là một cách rất tích cực để chúng ta collaborate, chúng ta cộng tác với nhau, là chúng ta cùng xây dựng dựa trên những ý kiến khác nhau. Chứ ở đây không phải nói là mình ném đá vô mặt nó xong rồi mình nói ê mày sai rồi, tao mới đúng nè, là không phải. Là chúng ta, anh có ý kiến của anh, tôi có ý kiến của tôi, và chúng ta sẽ cùng với nhau xây dựng cái ý kiến đó tiếp theo cái hướng như thế nào để mà cái giải pháp cuối cùng là nó tốt cho đội nhóm của mình. Cái đó mới là cái cách tiếp cận. Cảm ơn chị. Nó làm cho em cảm thấy rất là vui, vì em lại có một cái, nó làm cho em nghĩ tới cái việc là nếu mà một người nào đó nói ra một cái ý kiến, xong sau đó là từ cái ý kiến người ta em triển khai và em bổ sung, và người ta cảm thấy là người ta cũng một phần trong đúng đó rồi. Và vì vậy thì cái cuộc nói chuyện nó sẽ trở nên sâu hơn, và người ta không thể cảm thấy khó chịu. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Một bạn tên là Trần Thị Cẩm Linh, bạn hỏi như thế này: mình suy nghĩ trong đầu đúng về vấn đề phản biện, mình phản biện nhưng mình không thể phản biện bằng lời, thì làm cách nào để cải thiện? Trước hết là bạn phải make sure, bạn phải chắc chắn là cái bạn suy nghĩ là nó đúng nha. Tức là bạn đã trải qua quá trình là bạn tìm hiểu, bạn nghiên cứu nó, bạn ứng dụng nó, và bạn có được cái chính kiến của mình rồi nha. Trước hết là phải như vậy đã nha, rồi mới nói tới chuyện là mình nghĩ như vậy rồi, mình ra được như vậy rồi, nhưng mình không nói ra được. Thì cái đó nó không phải là cái vấn đề về phản biện, mà vấn đề của bạn là khả năng trình bày.
ha, thì cái để khả năng trình bày thì nếu mà có rất là nhiều chúng ta không có quen trình bày và chúng ta rất là nhát, và đặc biệt là chúng ta không có được luyện tập cái việc trình bày này trong suốt quá trình chúng ta học phổ thông cho đến lúc đại học đó, thì chúng ta sẽ không có được cái kỹ năng đó. Thì cái mà chị Phi Vân đề nghị các bạn nên làm đó là chị Phi Vân luôn luôn viết ra những gì mình muốn nói, xong rồi tập nói, rồi sau đó mới nói. Và những cái lần đầu tiên đó, ngày xưa các bạn chị Phi Vân cũng không có giỏi về đứng trước công chúng để nói chuyện, rất là nhát, tại vì cũng học từ Việt Nam ra mà. Thì á, những cái lần đầu tiên mà đi trình bày á, là viết bài ra xong á, là phải đứng nói mà tập trước gương các bạn, mà nói một cách 500 lần như vậy xong rồi mới dám bước ra nói, chứ đâu phải là một phát là mình trở thành người có thể nói chuyện lưu loát được đâu. Thì các bạn đừng có lo, trước cái lo là mình có thực hiện cái quá trình phản biện hay không. Rồi sau đó mình có chính kiến rồi thì mình tập cái việc trình bày cái ý kiến của mình. Cảm ơn chị. Bây giờ em có một cái câu hỏi từ một bạn sinh viên của Đại học Văn Lang. Em chào cô Phi Vân. Sinh viên chúng em có rất nhiều môn cần học nhóm, làm việc nhóm là điều bắt buộc. Nhưng em thực sự gặp khó khăn khi học nhóm vì rất khó thống nhất ý kiến. Em cảm thấy em làm việc cá nhân hiệu quả hơn là việc nhóm. Cô có lời khuyên nào cho em để rèn luyện tư duy phản biện không ạ? Ủa, đang hỏi về làm việc nhóm mà sao tự nhiên hỏi rèn luyện tư duy phản biện ta? Cái vấn đề bạn đang gặp phải là vấn đề về làm việc nhóm đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì nó cũng có dính đến tư duy phản biện ở chỗ như thế này. Nếu mình luôn luôn nghĩ là mình đúng, hay mình luôn luôn nghĩ là mình đưa ra những ý kiến của mình luôn luôn tốt hơn người khác, thì bạn sẽ không bao giờ làm việc nhóm được. Dạ. Và cũng nói luôn, trong thế kỷ 21 này không có ai làm việc một mình được cả. Một cái dự án muốn thành công, cho dù bạn đi làm thuê cho tập đoàn, cho doanh nghiệp, hay bạn ra làm riêng, bạn làm founder trong một cái startup, thì bạn đều cũng phải hợp lại với những người có những chuyên môn, kỹ năng khác nhau để bạn có thể thực hiện được cái dự án đó. Một mình không bao giờ làm được chuyện gì, bạn phải biết, bạn phải hiểu được cái cách tiếp cận của tương lai nó là như vậy. Bởi vì nếu muốn làm một dự án startup chẳng hạn như vậy, thì một đứa làm về tech, làm về công nghệ không là không có đủ, và có một đứa làm về sản phẩm, có một đứa làm về tài chính, và có một đứa làm về phát triển kinh doanh, đúng không? Ráp lại thì mới làm ra cái startup. Còn nếu mình đi làm thuê, mình làm trong tập đoàn, đúng không? Thì tập đoàn từ trên đưa xuống nè, đây là cái mục tiêu muốn đạt được nè, để đạt được mục tiêu này thì nhân sự làm gì, tài chính làm gì, marketing làm gì, sales làm gì, operations vận hành làm gì, tất cả đều phải kết hợp với nhau để mà đạt mục tiêu chung. Không có ai trên đời mà làm được cái chuyện là chỉ là một mình, trừ phi bạn là Einstein, bạn vô trong phòng lab một mình bạn nghiên cứu ra một cái thứ phát minh gì đó vĩ đại cho thế giới ha. Thành ra nói cái đó là nói rất là thật. Cái thứ hai là tại sao rất nhiều người không làm việc nhóm được? Thứ nhất là do mình nghĩ chưa đúng, mình nghĩ chưa đủ, mình chưa đánh giá được hết cái khả năng đóng góp của người khác, mình chưa biết cách để mình làm cho người khác phải đóng góp cho mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là tất cả mọi người đều rất là kiểu như ego cao. Ego cao á, luôn luôn là mình phải là trung tâm của vũ trụ, mà mình là trung tâm của vũ trụ thì những người khác đâu có quan trọng nữa, mà người khác không quan trọng nữa thì làm sao làm việc chung. Do đó chị Phi Vân nghĩ là đối với câu hỏi này của bạn thì có hai cái vấn đề chốt lại để bạn suy nghĩ tiếp, đó là một là không ai có thể làm một mình được cả. Hai là như vậy, bản thân của tôi cần phát triển những cái kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dẫn dắt người khác như thế nào để tôi có thể dẫn dắt đội nhóm của mình. Thì đó là vấn đề của bạn chứ không phải là vấn đề của người khác. Cảm ơn chị. Và sau đây thì vì các câu hỏi của các bạn sinh viên bên Đại học Văn Lang á, nó có liên quan đến nhau á, thì em xin phép là em đọc luôn ba câu còn lại, bốn câu. Hồi nãy em có đọc một câu rồi, em xin phép đọc ba câu còn lại. Em chào cô Phi Vân. Em thấy trên các mạng xã hội hiện nay, các bạn trẻ rất thích bày tỏ quan điểm cá nhân, đặc biệt là những quan điểm trái ngược với số đông dư luận. Cách ý kiến này có được ủng hộ, có khi bị đả kích, nhưng đều gây chú ý.
theo cô đó có phải là biểu hiện của tư duy phản biện không? Và tư duy phản biện có phải là điều tốt trong mọi trường hợp không ạ? Câu thứ hai, em chào cô, em cảm ơn cô đã đến trường Đại học Văn Lang nói chuyện online với các sinh viên một đề tài ý nghĩa. Với chủ đề là tư duy phản biện, em liên tưởng đến một cái câu chuyện rất gần với sinh viên tụi em sau Tết. Đó là thời gian nghỉ Tết kéo dài vì dịch Corona. Em thấy hơn một lần các bạn đưa ra rất nhiều lý do thuyết phục để đề nghị nhà trường cho đi học. Nhưng khi trường thông báo cho các bạn trở lại học, chính những bạn đó lại không đồng tình và đưa ra lý do là không nên đi học. Đó được xếp vào tư duy phản biện không ạ? Còn một câu nữa là em có một tư duy phản biện là đặc trưng của con người chúng ta. Vậy nếu khi thế giới đang phát triển trí tuệ nhân tạo thì tư duy phản biện có cần thiết không ạ? Dạ. Cái câu cuối cùng thì có lẽ là mình đã trả lời trước đây trong cái buổi trao đổi của mình rồi ha. Là rất là cần, bởi vì một con người thì cần trí huệ và cần cái trái tim. Dạ. Còn những câu hỏi khác của các bạn thì chị Phi Vân nghĩ là thứ nhất ha, là khoan nói về người khác đi, mình nói về mình trước đi ha. Người khác nói cái gì kệ người ta, người khác làm cái gì kệ người ta. Cái chuyện cần thiết nhất tại thời điểm này để mà mình có thể hội nhập vào tương lai là mình phải phát triển bản thân mình trước. Dạ. Cho nên rất nhiều bạn cũng hỏi chị những câu hỏi tương tự là người này nói như thế này, cái nói kệ người ta đi nha. Trước hết là bản thân mình nè, mình có ok không? Và mình cần phải phát triển bản thân mình như thế nào để bản thân mình có thể hội nhập vào tương lai đã. Yeah. Còn mấy người kia người ta không học, người ta không hội nhập thì người ta còn bị bỏ lại phía sau, đúng không? Yeah. Bản thân mình phải đặt ra câu hỏi cho bản thân mình trước. Tiếp theo chị Phi Vân nghĩ là tư duy phản biện là một thứ được sử dụng, một kỹ năng được sử dụng để mình có thể đưa ra chính kiến. Các bạn phải nhớ cái từ đó, từ đó là từ chính kiến. Yeah. Chứ không phải là đưa ra ý kiến. Đồng ý. Ý kiến là muốn nói gì nói à, nói tầm lâm tà la, tầm bậy tầm bạ gì nói gì cũng được. Còn chính kiến là mình có đọc, mình có nghiên cứu, mình có hiểu, mình có đánh giá, mình có sử dụng đưa nó vào trong thực tế và mình mới đưa ra được cái góc nhìn rất là đa chiều của bản thân. Khi một người có tư duy phản biện mà người ta phát biểu á thì người khác không có nói gì được hết á, bởi vì nó quá đúng. Và nó có quá nhiều những cái nguồn được đáng tin cậy để người ta có thể đối chiếu, đúng không ạ? Thì một người nói có tư duy phản biện nói chuyện ra một cái là được đánh giá rất là cao. Còn một người mà chỉ đưa ra ý kiến lung tung á, tào lao á, thì là người đánh giá rất là thấp. Và đó cũng là cái lời khuyên của chị Phi Vân đối với các bạn là rất cẩn thận khi mình nói cái gì. Dạ. Nếu các bạn chỉ đưa ra ý kiến lung tung thì các bạn đã đang xây dựng hình ảnh cá nhân mình là một đứa rất là tào lao, nói xàm ba xí đế, không đáng tin. Dạ. Còn nếu các bạn muốn xây dựng hình tượng cá nhân của mình là một người đáng tin, một người nói có sách mách có chứng, một người có suy nghĩ, một người nói là đã uống lưỡi ba lần. Dạ. Thì các bạn phải ứng dụng tư duy phản biện vào, và đặc biệt nhà tuyển dụng rất thích những người như thế. Dạ. Vì hiện nay đang quá thiếu. Quá thừa và quá thiếu. Dạ. Một câu này cũng hay nè chị. Của một cái bạn trẻ hỏi tên là Đỗ Đoàn Trường Giang: làm thế nào để điều chỉnh emotion, cảm xúc trong khi giao tiếp, trong khi tiếp nhận một ý phản biện từ người khác? Cái này thì nó phải dẫn về một cái từ khóa gọi là open minded, tư duy mở. Yeah. Và trong cuốn sách chị Phi Vân có viết về tư duy đóng và tư duy mở. Tư duy đóng có nghĩa là mình nghĩ như sao, mình hiểu như sao, mình muốn như sao là nó không vậy đó. Ai nói gì khác là nó sai hết. Đúng không? Thì những người như vậy á, là suốt đời gọi là bị cổ hủ đó các bạn. Giống như là thành cái bộ xương khủng long mà để đó chơi, nhìn chơi thôi chứ không có làm được cái gì hết á. Là cổ hủ quá rồi, đó là tư duy đóng, không nghe được ý kiến của người khác. Còn thực sự mình muốn phát triển trong thế giới này, và các bạn hãy nghe câu chuyện của chính chị Phi Vân, là người đã làm đến giám đốc phát triển toàn cầu của tập đoàn rồi mà chị Phi Vân vẫn mỗi ngày đi học, và chị Phi Vân mỗi ngày gặp bao nhiêu người thì đều học từ bấy nhiêu người, học từ anh Thắng, học từ tất cả mọi người mà chị Phi Vân gặp trong từng giây phút hàng ngày của mình. Tại sao? Bởi vì trong thế kỷ 21 này không có những chuyên gia của tương lai, chỉ có chuyên gia của quá khứ thôi.
các bạn nhớ câu đó ha, không có chuyên gia của tương lai, chỉ có chuyên gia của quá khứ thôi. Những cái gì mình biết trong quá khứ cho đến ngày hôm nay, cho đến giờ phút này đã là lạc hậu rồi. Và nếu chúng ta không tiếp tục học, chúng ta không tiếp tục cập nhật, chúng ta không tiếp tục bước tiếp, thì chúng ta chắc chắn là sẽ bị bỏ lại phía sau và sẽ trở nên lạc hậu. Cho nên tất cả chúng ta quay về cục diện là tôi tập trung vào bản thân mình, tôi tập trung phát triển bản thân mình, tôi tập trung để đưa mình bước vào trong tương lai, chứ chúng ta không nói những câu chuyện ngoài lề không liên quan đến bản thân nữa. Hay à. Sau đây thì là có một bạn trẻ đặt câu hỏi như thế này, em cũng thấy là khá là thú vị là cái câu này thì thực ra là cũng không có bạn tên là Huy Hunter. Nếu chúng ta sợ tin giả thì tại sao không phát triển một con AI để phát triển fake news và xử lý ngay lập tức? Thì cái câu này thì thực ra là một cái gợi ý thôi ạ. Có nha. Dạ. Có rất nhiều các tập đoàn, các công ty công nghệ đang làm cái chuyện đó rồi các bạn, chứ không phải là không làm. Như bây giờ chị cần hỏi bạn nè, bạn sống trên đời này bạn chỉ nhờ vào con AI thôi đúng không? Nó nói sao bạn nghe vậy đúng không? Vậy con AI nó có đúng hoàn toàn không? Con AI là do người lập trình lên mà. Dạ. Rồi nó học cái gì bây giờ nói luôn nè. AI nó học là nó học những thông tin có sẵn ở trên Internet, hoặc những thông tin do người ta đúc vào cho nó ăn. Như vậy nếu chị Phi Vân muốn con AI này nó ghét phụ nữ thì nó sẽ ghét phụ nữ. Dạ. Nha, chứ không phải AI không phải là một thứ mà nó đúng như thượng đế được. Yeah. Nó là do con người tạo ra, thì con người muốn nó như thế nào nó sẽ như thế đó. Các bạn sẽ, chị Vân sẽ rất là muốn là quay trở lại với Trường Đại học Văn Lang khi mà sau khi chị Vân ra cuốn sách xong, thì sẽ cho các bạn đặt câu hỏi trực tiếp với con AI để cho nó trả lời cho các bạn nghe nó nghĩ gì. Ví dụ một trong những câu hỏi là theo bạn thì trong tương lai loài người sẽ tiến hóa đến đâu? Nó trả lời là loài người đâu cần tiến hóa. Loài người vốn là rất là lười biếng rồi mà, tại sao cần phải tiến hóa? Đó, nó nghĩ như vậy là tại sao? Tại vì nó đã đọc được đâu đó rất là nhiều thông tin ở trên mạng về cái chuyện này, và nó tạo thành cái suy nghĩ như vậy của con AI. Như vậy khi con AI nói như thế, nó có phải là sự thật không? Và đó có phải là thứ bạn cần phải hoàn toàn nghe theo không? Và nếu bạn muốn coi phim AI Thượng Đế thì bạn hãy lên trên mạng coi, có rất nhiều phim nói về chuyện đó. Khi đó chúng ta trở thành cái gì? Chúng ta trở thành những cái second class citizen, những công dân hạng 2, và chỉ đi làm thuê cho robot mà thôi. Bạn có muốn như vậy không? Cần quá. Một bạn trẻ nữa có một câu hỏi, tên là Như Phước, có câu hỏi như thế này: làm sao để đo lường hoặc chứng minh kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng phân tích của mình ạ? Chị Vân nghĩ là mình bản thân mình khoan đo lường mà hãy để người khác đo lường. Bởi vì khi bạn đi làm chẳng hạn, bạn mới bước vào trong công việc, chị Phi Vân là người hướng dẫn bạn, thì chị Vân sẽ biết rất rõ là cái bạn đang nói nó có hay không có tư duy phản biện ở trong đó. Và như vậy thì cái người mentor, người sếp, người thầy, người cô của mình, khi nghe mình nói những cái thứ mình nói, người ta sẽ đặt câu hỏi ngược lại. Và khi người ta đặt câu hỏi ngược lại, bạn sẽ biết luôn là tại sao người ta đặt câu hỏi như thế, và có nghĩa là mình đã chưa tìm hiểu đúng, mình chưa nghiên cứu đủ, mình chưa đưa ra được những cái chính kiến mà nó có sự chứng minh của những cái nguồn hay những cái data, những cái dữ liệu đúng. Thì cái đó là cái cách để bạn đo bằng cái cách nhìn của người khác đối với lại những cái chính kiến mà mình đưa ra. Hỏi nữa hả? Và đây là một cái câu hỏi cuối cùng. Từ một bạn cuối cùng khá là may mắn, tên là Đỗ Hằng. Bạn hỏi như thế này: con và bạn thành lập một nhóm trong quá trình hoạt động, con có nhận ra vấn đề, nhưng khi đặt vấn đề thì nhận ra được sự hờ hững. Cô cho con lời khuyên để những buổi bàn luận sau hiệu quả hơn, được các bạn trong nhóm tích cực đóng góp ý kiến riêng ạ. Thực ra thì khi làm việc nhóm hay là làm việc trong một cái dự án nào đó, đầu tiên hết là tất cả mọi người đó phải thích và muốn tham gia vào cái dự án đó. Vì nếu một người mà không muốn làm, không muốn tham gia, không muốn đóng góp, không muốn liên quan thì cố gắng cũng như không. Đặt đầu bài đầu tiên hết khi mình lập một cái nhóm, mình làm cái dự án này là các bạn sẽ đóng góp gì, tại sao các bạn đóng góp,
các bạn có thực sự đam mê muốn làm cái này cùng với nhau hay không. Cái đó là cái chuyện đầu tiên chúng ta cần phải đặt câu hỏi. Còn khi chúng ta đã cùng giá trị và cùng mong muốn đóng góp và cùng muốn làm cái dự án gì đó rồi thì lúc đó chúng ta mới nói đến chuyện là làm như thế nào ha các bạn. Và chị Phi Vân nói rất nhiều về cái vòng tròn vàng là why, how, what. Why là mục đích, tại sao chúng ta làm chuyện này. Yeah. Nếu tất cả chúng ta không cùng mục đích với nhau, chúng ta không cùng một hành trình với nhau, chúng ta không cùng nhìn về phía là cùng một phía, thì chúng ta làm sao có thể đi trên con đường này được. Cũng giống như ngày hôm nay chị Phi Vân với anh Thắng ngồi đây là vì chúng ta, vì hai người có cùng một mục đích là để đóng góp cho giới trẻ, để các bạn phát triển bản thân tốt hơn. Chứ không thôi giờ này ngủ trên giường chứ ngồi đây nói chuyện chi cho nó mệt trời, đúng không các bạn? Thì cái năng lượng đó nó phải cùng với nhau đã, rồi sau đó chúng ta mới nói chuyện là làm như thế nào. Thắng có cách làm của Thắng, chị Phi Vân có cách làm của chị Phi Vân, và đôi khi nó sẽ có những cách làm nó giao nhau thì chúng tôi lại ngồi lại với nhau. Đó là cái how, còn cái what mới là cuối cùng là làm cái gì. Làm cái gì nó không quan trọng, mà cái why nó phải đi đầu. Cái mục tiêu, mục đích mà mình muốn hướng đến nó phải đi đầu, rồi mới đến cách làm, rồi mới đến làm cái gì. Còn giới trẻ của chúng ta hiện nay, các bạn làm nó ngược lại. Các bạn làm what, làm gì trước, rồi cái xong rồi các bạn mới nhảy ào ào vô kéo người này người nọ, rồi cái người làm, người không làm, người không thích, không hiểu về mục đích. Giá trị rất khác nhau, cách nghĩ rất khác nhau, cách làm rất khác nhau, cuối cùng là nó tăng tành bành ra hết, đúng không ạ? Các bạn quay ngược trở lại, các bạn đặt câu hỏi why, how, what chị Phi Vân, thì tất cả mọi thứ nó sẽ rất là suôn sẻ. Và đặc biệt khi các bạn đi làm cũng vậy, sau này các bạn ra trường rồi thì khi các bạn đi chọn một công việc làm cho mình, các bạn cũng đặt cái ba cái vòng tròn như vậy. Tại sao tôi muốn làm công việc này, tại sao tôi muốn chọn công ty này, hỏi rất rõ và trả lời rất rõ câu hỏi why đó, rồi mới nói đến là ok, tôi muốn làm công việc này, tôi muốn những loại công ty như thế này, thì mới tới làm cách nào để tôi tiếp cận công ty đó. Có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau, không phải chỉ có thảy cái CV lên mạng rồi ngồi đó chờ người ta gọi mình. Không có, mình phải chủ động. Mình muốn công ty đó vì cái giá trị đó, vì cái khả năng đó, thì mình sẽ chủ động mình tiếp cận với người ta để mình có được cái vị trí mà mình mong muốn. Rồi cuối cùng vào trong đó làm cái gì mới là chuyện cuối cùng là mình nên nghĩ tới, chứ không phải là tôi sẽ làm việc gì và được bao nhiêu lương. Cảm ơn chị Phi Vân đã chia sẻ cho các bạn trẻ những cái góc nhìn, những cái suy nghĩ, và đặc biệt là những cái kiến thức về tư duy phản biện. Bản thân em rất cảm ơn và biết ơn chị đã dành thời gian chia sẻ cho các bạn trẻ, cũng như là các bạn trẻ trong cộng đồng Leader Change, và cũng như là sinh viên của Đại học Văn Lang. Nếu các bạn muốn nghe thêm những thông tin thì các bạn có thể theo dõi page Leader Change hoặc là Facebook của chị Nguyễn Phi Vân, hoặc là thông tin của Đại học Văn Lang. Vì sắp tới đây thì chúng tôi sẽ hợp tác với Đại học Văn Lang làm những chương trình tiếp theo nữa. Và một lần nữa thì tôi cảm ơn Đại học Văn Lang đã hỗ trợ Leader Change có thể làm được một cái buổi livestream thành công như thế này. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và nhớ là sau buổi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc suy nghĩ và sẽ luôn luôn quay về phía chính mình để tự mình đưa ra những cái chính kiến của bản thân ha. Tạm biệt các bạn.